Hello, chị các bạn. Lâu lắm rồi không gặp các bạn, cũng không làm video. Thì hôm nay mình làm video này để chỉ cho các bạn về cách đập đồ hiếm hay là kế thừa của võ lâm Ubi. Thì hôm trước có ông hỏi mình là về cách đập đồ của mình, thì mình sẵn hôm nay mình tiện mình chỉ cho các bạn luôn. Thì rất đơn giản, các bạn cứ tích tụ cống hiến đi. Thì trong đây là mình đang có là 12 cái cống hiến. Thì mình đang cần là một cái áo bậc 6. Thì cái đối với áo bậc 6 thì cần là 7k650 cống hiến. Và mình cần thêm 5k10 cống hiến nữa. Nghĩa là đập 10 lần của 5k đó. Thì 5k với 7k là 12k rồi. Thì cũng đủ, tạm đủ. Thì mình sẽ chỉ các bạn về cái đập đồ của mình. Thì đơn giản của mình đó là cứ đập ở bậc 2 trước. Thì mình nói sau là cứ đập ở bậc 2 trước. Thì bậc 2 đó mình đập chừng nào ra tím nha. Ra tím rồi mình đập thêm 2 cái nữa. Rồi mình sẽ nhảy qua bậc 6 và mình đập. Ok. Thì nó là, thì theo cái đập của mình hiện giờ thì nó là xác suất là 3 cái thường rồi ra một cái tím, rồi tiếp tục 2 cái thường ra một cái hiếm của bậc 6. Ok. Thì các bạn cũng theo dõi cách mình đập nha. Rồi. Rồi. Let's go. Yes. Đó, các bạn đã thấy cái của mình chưa? Thì nó khá là đơn giản để cho các bạn có thể tạo ra được một cái món đồ hiếm. Thì mình cũng rất là mừng, tại vì cách này nó cũng không có hiệu quả lắm, nhưng mà nó sẽ làm cho bạn có được xác suất. Mình cũng chưa bằng được luôn. Hết vàng. Thì cách của mình như thế này á, sẽ giúp các bạn có thể dễ đập ra đồ tím và đồ hiếm dễ hơn. Nên các bạn hãy cố gắng và học theo nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Bye, tạm biệt. Mình sẽ làm video khác cho các bạn rõ hơn.